Chào mọi người, hôm nay em là Lê Đô. Mọi người xem có sao hôm nay liên hệ em nhé. Số điện thoại 0965 270762. Số điện thoại có sung cho luôn. Đầu tiên cái kim. Em trả vô mở vào nhé. Hàng Kakuta. Số 1 240.000. Số 2 cái thùng. Chỗ này có mọt nha. Dài 35 phân, gần 35 phân, chiều cao của nó là 9 phân, chiều ngang này là 14 phân 5 ly. Số 2 230.000. Số 3. Có một đây nha mọi người. Chiều này 35 này. Chiều cao của cái thùng là 9 phân này. Chiều này là 15 này. Số 3 230.000. Số 4. Dài 28, chiều này là 13, chiều cao là 3 phân rưỡi. Mọi người về đừng kẹo trong này, số bộ 100.000. Số 5.
À, đựng cái bích nhẫn nhé. Dài 24, chiều cao là 3 phân rưỡi, chiều ngang này là 11 phân 5 ly. À, số 5 100.000. Số 6. Có 660.000 da 13 phải. Số 7. Số 7 130.000 da 16 phần 5 ly. Số 8. Gồm có một đầu trừ, một đầu size số 1, cái size số 2. Một cây này dài 20 này, cây nhỏ nhất dài 15, cây này dài 19. Số 8 150.000, size đủ bộ luôn rồi. Về size gia đình, số 8 150.000. Số 9. Dạ 20 năm. Số 9 130.000. Số 10. Dài 20 phân, số 10 80.000. Mười một cây các ông 42, tôi đã là ông 42, cô bé vơ xế Linh. Cái này reset nhiều rồi. Là 11 130.000. Mười hai. Mười hai 100.000.
13. Nó dài 35 phân. Cái đầu này đầu to mọi người. Đầu này phải 5 lượng. 40 100 bộ mọi người. Lộn nha mọi người. Rồi, 13 140.000. Mười bốn cái vết nhẫn. Hàng vẹt xéo. Tổng chiều dài là 37 phân. Chưa tin mùi vịt nữa nghe. Mùi này BH3 nhé. Mười bốn 210.000. Mình làm cái bôn nhựa này. Rồi, 15 70.000. Mười sáu này. Đầu dài 23 phân. 23 đến 27 phân. 16 180.000. Bảy kẹo. Cái này không có thương hiệu. Cái này thì không được bền lắm đâu. Dài 19 phân. 17 90.000. Dài 18 phân. 18 80.000.
Chín cái kẹo tiết trôi hàng Alex. Alex đây. Dài 19. Mười chín 70.000. Hai mươi kim mẹ như nia. Dài 18 phân. Hai mươi bảy mươi 170.000. Hai một. Dài 18 năm. 21 130. Cái này sai bế tuộc tôi đã là 3.2. Hai hai 260.000. Hai ba kim gấp hàng hô gián. Dài gần 16. 23 70.000. Hai từ bài kẹo này. Cái nhỏ dài 15, cái vừa dài 17, cái dài nhất dài 25. Cái này có tặng đồng luôn này, hàng New Scone. Kẹo này sẽ cắt ngược mọi người ạ. Hai từ 70.000. Hai lắm. Hai mươi lăm 250.000. Hai sao với kim Jisuke.
dài 16 phân. Hai sáu 110.000. Hai bảy kim đa năng này. Hiểu nó đấy, mơ bế mơ. Gặp này, mở ốc chết này, bấm cột này, tụt dây điện này. Dài 15 năm. Hai bài 80.000. Này, 283 cái tu vịt này. Hàng vét xeo hết này. Một cái BH1 này, một cái BH2 này, một cái đầu trư này. Cái BH1 dài 10 gần 18. Đầu trư dài gần 18, hơn 18 tí. BH2 dài hơn 19 tí. 28 150.000. Hai chiếc nghi cửa này. Lưỡi nó dài gần 30. Tổng chiều dài là 37. 29 80.000. Ba mươi này, cây vịt góc này, cái này hơi cũ. BH1 này, BH2, BH3 này. Dài 11 phần đấy. 38.000. Dài 16 năm. Ba một 80.000. Cái này về tỉa cái cạnh được. 32. Dài 19. Ba 28.000, mấy cái này về tỉa cái cạnh được. Ba
ba cái kim bấm dây điện, tụ dây điện. Dài gần 20 phân. Rồi 33 60.000. Và thứ kẹo cành. Dài 19 năm. Gần 20. Và từ 250.000. Và 50 kim tục dây điện. Sai bế nha mọi người. Ba năm 260.000. Ba sáu cái đầu bùa. Sải số 1 450 g. Không có mộc. Ba sáu 80.000. Ba bảy bộ gọi xe hàng khả liên lạc này. Cái này thủ công này. Cái này nặng cỡ 3 lần rưỡi. 37 80.000. Ba chín. Tổng chiều dài là 33 phân. 39 190.000. Cuối cùng 42 cái dụa. Dụa bạn Việt. Rồi. Có bên của nó đây. Cái này cá cá cú. Cá cú gì đó. Còn cái này Slovaka. Có một cái bên đấy nhá. Đây chỗ này có dấu vít luôn này. Cái to là dài 30. Cái nhỏ là dài gần 20. Rồi, 31 110.000. Gần 40 mọi người. Rồi video của em đến đây kết thúc rồi. Chào mọi người. Hẹn mọi người cái video tiếp theo.